Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay trái tim, và 10 năm sau người ta sẽ nói chuyện thấy chi và lúc đó con người sẽ nói cười trong trí nhớ không quên. Bây giờ người ta nói chuyện đổi thành mắt môi, và 10 năm người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ. Và này em hỡi, đến lúc đó con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ qua dung nhan xa lạ. Và lúc đó con người và 10 năm sau người ta sẽ nói chuyện lại quá khứ. Và này em hỡi, đến lúc đó con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ qua dung nhan xa lạ. Và lúc đó vẫn
phải hiểu nhau.